Brazil, quốc gia đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về tình hình hiện nay giữa Israel và Palestine. Tại cuộc họp, các đại diện của Mỹ và Israel đã kêu gọi các thể chế đa phương này lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas nhằm vào nhà nước do Thái. Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không xem xét đưa ra tuyên bố chung, chứ chưa nói đến một nghị quyết mang tính ràng buộc. Một số quốc gia thành viên trong đó có Nga bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dành sự tập trung lớn hơn tới các biện pháp giải quyết tình hình hiện nay thay vì lên án Hamas. Trong khi đó phát biểu tại lễ khai mạc nhà thờ chính thống Syriac Moefrem ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Ông kêu gọi cả hai bên tránh các bước đi có thể làm trầm trọng thêm xung đột, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để đạt được hòa bình khu vực.